Lễ tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong thảm kịch xả súng ngày 14 tháng 12 đã diễn ra tại hội trường của trường trung học Sandy Hook, thành phố Newtown, bang Connecticut ngày hôm qua, với sự tham dự của Tổng thống Mỹ Barack Obama. Charlotte, Daniel, Olivia, Josephine. Mỗi cái tên được xướng lên là một nỗi đau thương vô hạn. 20 em nhỏ, 18 bé gái, 8 bé trai, tất cả đã vĩnh viễn lìa xa thế giới này. Con bé là người có thể thắp sáng cho cả một căn phòng. Thành phố Newtown ngày hôm qua bắt đầu tổ chức tang lễ cho các nạn nhân của vụ xả súng. Những lễ tang đầu tiên diễn ra trong thời tiết rét mướt và ẩm ướt. Lễ tang này dành cho hai bé trai 6 tuổi, trong đó có Noah Poner, nạn nhân nhỏ tuổi nhất. Em chỉ vừa bước sang tuổi thứ 6 vào tháng trước. Trên khắp nước Mỹ, các hoạt động tưởng niệm cũng được tổ chức để tưởng nhớ những sinh linh bé nhỏ trong thảm kịch đen tối nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Từ Hạ viện Mỹ cho đến Sở Giao dịch Chứng khoán New York, nơi vốn nổi tiếng bận rộn với cuộc máy công việc hối hả không ngừng. Dường như không lúc nào khác, trong chính một phút mặc niệm này, người Mỹ mới thực sự nhận ra rằng cơn ác mộng bằng tiền xả súng sẽ vĩnh viễn không thể nào xóa nhòa trong tâm trí họ. Không phải đợi tới khi vụ xả súng hôm 14 tháng 12 xảy ra thì người ta mới nghĩ về việc thắt chặt luật sử dụng vũ khí ở Mỹ. Chỉ trong vài năm trở lại đây, liên tiếp các vụ xả súng kinh hoàng đã làm rúng động cường quốc mạnh nhất thế giới. Và tất nhiên, chúng cũng khiến thế giới không khỏi ngỡ ngàng. Những địa danh như rạp chiếu phim Colorado, trung tâm mua sắm Arizona hay trường đại học công nghệ Virginia, tất cả bỗng chốc được mọi người biết đến là nơi diễn ra những thảm kịch kinh hoàng. Câu hỏi được đặt ra là tại sao chúng lại vẫn cứ tiếp diễn? Mỹ không phải là quốc gia duy nhất đang chứa đựng những tay súng giết người. Nhưng khi nhắc tới những hành vi bạo lực liên quan tới súng đạn trong dân chúng, thì người ta lập tức nghĩ tới đất nước này. Không sai khi nói rằng nước Mỹ có một lịch sử, một nền văn hóa và một huyền thoại liên quan tới những khẩu súng. Những khẩu súng thậm chí còn được ưu ái xuất hiện trong bản tuyên ngôn về nhân quyền với nội dung: vì một đội dân quân được tổ chức nghiêm chỉnh là điều rất cần thiết cho nền an ninh của một quốc gia tự do, nên quyền lợi của dân chúng phải được đảm bảo và việc sử dụng vũ khí sẽ không bị phương hại. Ước tính với khoảng 270 triệu khẩu súng đang được sở hữu trong dân, Mỹ đã trở thành quốc gia có tỷ lệ vũ khí trên đầu người cao nhất thế giới. Nói một cách dễ hiểu, cứ 10 người dân Mỹ thì có 9 người sở hữu súng. Hơn hai thế kỷ trôi qua, luật kiểm soát súng dường như vẫn bị bỏ ngỏ và chìm dần vào quên lãng. Cho tới khi Tòa án tối cao đưa ra quyết định cần phải siết chặt hiến pháp để làm giảm quyền lực của chính quyền các bang và địa phương nhằm hạn chế quyền sở hữu súng vào năm 2008 và 2010. Hiện tại, khoảng một nửa trong số 50 bang của Mỹ đã thông qua luật cho phép những người sử dụng súng đem theo vũ khí tới hầu hết các địa điểm công cộng một cách công khai. Luật pháp được lập ra để phục vụ chính sách, và chính sách thì được đề xuất bởi những tổ chức như Hiệp hội Súng trường Quốc gia, NRA. Theo tiết lộ của tờ Washington Post, Hiệp hội gồm 4,5 triệu hội viên này là một tổ chức rất có thế lực tại quốc gia này, thường xuyên góp tới hàng triệu đô la Mỹ vào mỗi kỳ bầu cử. Cũng theo nguồn tin này, có tới 4 trên 5 ứng cử viên mà Hiệp hội này ủng hộ đã đắc cử Tổng thống thời gian qua. Vụ thảm sát đẫm máu đã làm sống lại cuộc tranh luận lâu nay về việc luật kiểm soát súng cũng như thực trạng sử dụng vũ khí tràn lan tại Mỹ. Trong những tuần sắp tới, tôi sẽ dùng đến bất kỳ sức mạnh nào mà mình nắm giữ để ngăn chặn những thảm kịch như thế này xảy ra. Bởi vì chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác. Chúng ta không thể coi những sự kiện như thế này là bình thường được. Tuy nhiên, câu trả lời của Tổng thống vẫn không làm hài lòng nhiều người. Thái độ thiếu dứt khoát của ông đã vấp phải sự chỉ trích của những người ủng hộ tăng cường kiểm soát súng ống ở Mỹ.
Thị trưởng New York Michael Bloomberg đã kêu gọi Tổng thống và Quốc hội phải đưa ra những hành động tức thì để chấm dứt tình trạng bạo lực do súng ống gây ra. Các phương tiện truyền thông và người dân Mỹ cũng kêu gọi phải siết chặt luật kiểm soát súng đạn, thậm chí xóa bỏ luật sở hữu súng đạn. Chúng ta có thể nói về thuốc lá, rượu bia, bệnh tật, song bất cứ khi nào chuyện kiểm soát súng ống được đề cập đến thì mọi người lại muốn im lặng. Tôi nghĩ chuyện này cần phải chấm dứt. Tôi không thể tưởng tượng nổi việc đưa con đến trường cả ngày, tối về đón cháu và không biết chuyện gì rồi sẽ xảy ra. Đã đến lúc phải làm gì đó để ngăn chặn thảm kịch này. Tôi nghĩ hơn ai hết, Tổng thống hiểu rõ thảm kịch này. Ông ấy cũng có hai người con gái cần được che chở. Từ trước đến nay, cứ sau mỗi vụ thảm sát lại nổ ra rất nhiều cuộc tranh luận gay gắt về tình trạng bạo hành có vũ khí, luật kiểm soát súng, các thiếu sót trong mạng lưới sức khỏe tâm thần. Thế nhưng sau đó, mọi việc vẫn y nguyên như cũ. Sự dễ dàng trong sở hữu vũ khí đã khiến súng đạn trở thành phương tiện giải quyết tất cả các mâu thuẫn, giải tỏa các uất ức cá nhân, phương tiện chứng tỏ cái tôi và các tư tưởng bệnh hoạn của những kẻ đầu óc hoang tưởng, trở thành một thứ văn hóa đặc thù của xã hội Mỹ, văn hóa súng đạn. Bất chấp những lời kêu gọi sau vụ xả súng kinh hoàng ở Colorado vừa qua, Mỹ vẫn không có sự sẵn sàng về chính trị để chấm dứt tình trạng xa lầy kéo dài lâu nay quanh vấn đề toàn dân sở hữu súng. Thậm chí người dân còn đổ xô đi mua súng để phòng thân sau mỗi vụ thảm sát. Tại cuộc họp báo sau vụ thảm sát, Tổng thống Mỹ Obama đã gạt nước mắt khi chia sẻ nỗi đau với những thân nhân các em nhỏ thiệt mạng sau vụ thảm sát. Song điều mà người dân Mỹ cần là những động thái cương quyết và cứng rắn hơn, là những giọt nước mắt thường cảm. Đã bao nhiêu đời Tổng thống Mỹ đã khóc như ông Obama, nhưng hiện trạng này vẫn cứ tiếp diễn. Người dân Mỹ ở bất cứ nơi đâu, bất cứ địa điểm nào cũng luôn nơm nớp một điều, không biết sinh mạng mình có thể bảo đảm đến lúc nào. Và chừng nào Mỹ không chịu xóa bỏ các điều luật tự do về súng đạn, chừng đó cái thảm kịch đau lòng như Sandy Hook vẫn còn tái diễn.